Làm thế nào để mà một người phụ nữ có vẻ đẹp nội tâm? Là một người phụ nữ thông minh, là một người phụ nữ sâu sắc, là một người phụ nữ hiểu chuyện, trí tuệ. Và đương nhiên sẽ là một người phụ nữ dám sống với chính mình, sống với đúng con người thật của mình. Mình không phải đeo mặt nạ. Từ cách hành xử của mình, cái gì nói, cái gì không nói, cái gì làm, cái gì không làm, với người này, với người kia thì mình như thế nào, tất cả những cái điều đấy các anh chị ạ. Cô Lanh sẽ chia sẻ một cái chủ đề, thôi mình gọi là bàn luận thôi các anh chị ạ. Làm thế nào để một người phụ nữ có vẻ đẹp nội tâm? Chúng ta xem phim Võ Tắc Thiên thì chúng ta thấy bà ấy có một cái tư duy rất là đỉnh cao như này. Bà ấy nói rằng khi mà tôi 18 thì tôi rất là đẹp, nhưng khi mà tôi 25 tuổi thì nhan sắc của tôi không thể so sánh với một thiếu nữ 18 tuổi. Và vì vậy đức vua có thể sẽ bỏ tôi để mà đi mê một cô gái 18 tuổi. Khi tôi 35 tuổi thì càng không thể so sánh nhan sắc với một cô gái 18 đôi mươi. Và vì vậy đức vua đương nhiên sẽ mê một cô gái có nhan sắc 18 đôi mươi hơn. Khi tôi 45 tuổi thì càng không thể so sánh nhan sắc với một cô 18 đôi mươi được. Mà đức vua thì nhiều cung nữ như thế cơ mà, nhiều thê thiếp như thế cơ mà. Khi 55, 65 thì càng không thể so sánh được nữa rồi. Vậy thì làm thế nào mà mình có thể được sủng ái, mình có thể được dùng đến cuối cuộc đời? Không phải là nhan sắc của mình, mà là tài trí của mình. Mình phải trở thành cái tay kiếm sắc ở trong tay của đức vua, phải trở thành cái thanh kiếm sắc ở trong tay của đức vua, để mà đức vua cứ phải dùng cái thanh kiếm đó. Và phải là thanh kiếm sắc, chứ không phải là có một cái nhan sắc. Bởi vì nhan sắc thì theo ngày tháng nó tàn phai, rồi bệnh tật đến, rồi tuổi già đến, đúng không? Nên là bà ấy chọn mình trở thành một thanh kiếm sắc ở trong tay của đức vua, để ngài không thể buông được. Phải là một người có trí tuệ, có tài năng. Đấy là điều mà lúc nào bà cũng cặm cụi ở trong thư viện. Bà đọc sách, bà cặm cụi trong thư viện, và bà chọn cái việc là mài mực cho vua, để mà vua phê chuẩn tấu sớ. Và nhờ như thế thì bà cũng bắt đầu học được cách trị vì đất nước. Và chính vì như vậy thì sau này bà lên ngai và bà trị vì được thiên hạ. Thế thì chúng ta cũng như vậy. Mình không thể nào mà mình, bởi vì cái nhan sắc thì nó không có lại, có mãi mãi các anh chị, nó không có mãi mãi. Nhưng mà làm thế nào để mình nhìn lúc nào mình cũng đẹp, làm thế nào để nhìn lúc nào cũng thần thái? Đấy là cái bên trong mình. Thế giới bên trong tạo ra thế giới bên ngoài. Và sau 40 tuổi thì bạn phải chịu hoàn toàn về khuôn mặt của bạn. Bạn phải chịu hoàn toàn về cái hình thể của bạn bên ngoài. Từ 0 cho đến 20 tuổi thì có thể là cái khuôn mặt của bạn ảnh hưởng bởi khuôn mặt của cha, khuôn mặt của mẹ. Nhưng mà trên 40 tuổi thì bạn chịu hoàn toàn về nhan sắc của bạn, về khuôn mặt của bạn. Và nó được toát ra từ cái thế giới bên trong của bạn, từ cái năng lượng bên trong của bạn, từ cái thế giới nội tâm bên trong của bạn. Nên là không quan trọng bạn nhỏ bé hay là bạn cao lớn đâu, không quan trọng bạn chân dài hay chân ngắn đâu, mà là do cái thần thái của bạn, cái trí tuệ của bạn toát ra. Đấy mới là điều quan trọng. Và chúng ta gọi đấy là vẻ đẹp nội tâm. Đây coi như là một buổi trò chuyện đi các anh chị. Đấy là quan điểm của cô Lanh, quan niệm của cô Lanh. Còn quan niệm của các anh chị có thể khác thì không sao cả, bình thường mà. Cô Lanh đang chia sẻ cái quan niệm của cô Lanh thôi. Là một người phụ nữ đẹp là cái thần thái, là sự tự tin bên trong họ, là mắt nói miệng nói đầy trí tuệ luôn các anh chị. Từ cái ngôn ngữ họ nói ra, từ cái hành động của họ, từ ánh mắt của họ, từ cử chỉ của họ, cái điều đấy nó quan trọng lắm, cực kỳ quan trọng. Tôi có hai nhân sự mà tôi vừa mới chiếu cố để mà vào Học viện Minh Chi Thành.
tôi cũng phải tốt nghiệp cái bài học này. Là cái mối quen biết chiếu cố để họ vào họ làm việc. Các anh chị biết không, tôi thì tôi không có ở chi nhánh Bắc Ninh, tôi ở chi nhánh ngoài Hà Nội. Và khi đến, đến làm được có ngồi giới thiệu, buổi sáng buổi chiều đi đâu mất hút, lặn mất tâm luôn, không cả biết chào hỏi, không cả biết xin phép, không cả biết chào hỏi, không cả biết xin phép luôn. Như vậy thì làm sao mà có mờ đắp phấn son lên người, làm sao đẹp được các anh chị? Cái cách hành xử ngốc nghếch như thế cơ mà. Mình đẹp là đẹp từ cái cách hành xử, từ cách lời ăn tiếng nói. Mình đến đàng hoàng, mình đi cũng đàng hoàng. Mình đến đàng hoàng, mình đi cũng đàng hoàng. Thì mình mới không bao giờ bị mất đi cái mối quan hệ của mình cả. Mình mới có thể liêm chính sống trong cái cuộc đời này. Chứ mình đến, người ta đã cho cơ hội mình đến, đi lặn mất tâm. Đấy là cách hành xử rất đơn giản đấy các anh chị. Cái nét đẹp của một con người được thể hiện ở cái đó, chứ không phải là ở cái mắt, cái mũi, cái mặt đâu. Cái lời nói mình nói ra làm cho cái miệng của mình nó đẹp hơn. Cái lời nói đúng đắn, cái lời nói yêu thương của mình nói ra thì cái miệng của mình nó tròn, nó đẹp. Cái lời nói cay nghiệt của mình, chê bai của mình, cái lời nói nhút nhát của mình thì tự nhiên làm cho cái miệng của mình nó không được tự nhiên nữa. Tự nhiên làm cho cái miệng của mình nó bị lệch lạc đi. Và thì không còn xinh nữa, đúng không ạ? Đôi mắt của mình cũng y chang như vậy. Cách hành xử của mình cũng vậy. Nên là đầu tiên là phải đẹp từ bên trong, từ cách hành xử, từ cách suy nghĩ, từ tất cả mọi thứ bên trong mình trước. Nó sẽ hiển lộ ra bên ngoài. Tâm thì sinh tướng, tướng thì sinh tài, tài thì sinh lộc. Nên đầu tiên phải làm sạch trong mình, làm việc với bên trong của mình trước. Nó sẽ làm cho cái khuôn mặt của mình nó được rạng rỡ, nó được thả lỏng. Chúng ta có 43 cái cơ mặt, và cơ thể của mình thì không biết nói dối, cái khuôn mặt của mình nó cũng không biết nói dối. Nên là có những nụ cười gượng gạo, có những khuôn mặt gượng gạo, nhưng có những nụ cười tự nhiên, và có những khuôn mặt như thiên thần, rất là tự nhiên. Thì đấy là thần thái của chúng ta. Và chúng ta không có cái ý đồ gì cả, chúng ta sống rất là thả lỏng, thoải mái, yêu thương. Không biết thì bảo không biết, và cầu thị học hành. Biết thì bảo biết, chia sẻ cái điều đó. Cứ như thế bạn sẽ có cái vẻ đẹp nội tâm của bạn. Và vẻ đẹp nội tâm của bạn thì không tính bởi tuổi tác, không tính bởi là bạn da trắng da đen như nào đâu. Thực ra làn da của mình như thế này, mình có chát kiểu gì thì kiểu vào, bao nhiêu phấn son vào thì mình cũng không trắng bằng bằng Tây, đúng không, bằng châu Âu. Thế mình có phơi nắng, mình có không đánh phấn đánh kem gì cả, mình cũng không đen bằng châu Phi. Nên là cái vẻ đẹp thì không được đánh giá qua cái làn da trắng hay làn da đen, mà cái vẻ đẹp đánh giá qua cái thần thái của mình toát ra như thế nào. Bởi vì trắng thì mình làm sao trắng bằng họ ở châu Âu được, đúng không ạ? Chính vì vậy nên là mình phải làm cái thế giới bên trong của mình, cách hành xử của mình đầy trí tuệ, lời nói của mình đầy trí tuệ, ánh mắt của mình đầy yêu thương, hành xử của mình như những con người với nhau, người với người với nhau, có trước có sau, có trên có dưới, có đầu có đuôi. Nó là như vậy thôi các anh chị ạ. Để một người phụ nữ có vẻ đẹp nội tâm, rất là trí tuệ, rất là yêu thương, thì mình mặc gì mình cũng đẹp, mình đến đâu mình cũng đẹp. Và khi mà mình đẹp bên trong như vậy thì bên ngoài của mình nó cứ tự đẹp. Đôi mắt của mình cũng đẹp lên, rồi khuôn mặt của mình cũng đẹp lên, cơ thể của mình cũng đẹp lên. Các anh chị cứ khen cô Lanh xinh gái. Ngày xưa ấy, tôi là bị chê xấu nhất nhà. Tôi ấy là bị chê xấu nhất nhà. Trong gia đình nhà tôi ai cũng bảo tôi đen nhất nhà, ai cũng bảo tôi xấu nhất nhà, ai cũng bảo tôi là mang nét giống bố. Mẹ tôi thì rất xinh,
bà đẻ ra tôi xinh lắm. Mẹ đẻ tôi xinh lắm luôn ấy, rất xinh. Ngày xưa là hoa khôi ấy, hoa khôi của làng ấy, các anh chị, của trường luôn ấy, cũng xinh lắm. Nhưng mà tôi thì lại giống đặc kệt bố tôi, cái gì cũng giống bố hết ấy. Thế thì khi mới đẻ ra thì mọi người cứ bảo mình xấu nhất nhà, mình xấu. Thế mà bây giờ học viên cứ khen mình đẹp, cứ khen mình xinh. Vì sao? Sau 40 tuổi thì bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về khuôn mặt của bạn. Và khi mà bên trong của bạn được chữa lành, được thả lỏng, được thoải mái, thì cái thế giới bên ngoài của bạn nó toát ra, nó thần thái lắm, tự tin lắm, thần thái tự tin tất cả mọi thứ. Nên là mình sẽ bắt đầu từ bên trong của mình trước, các anh chị. Cái gì mình chưa biết thì mình hỏi, mình học. Cái gì mình biết thì mình chia sẻ cho người khác nghe cái điều đấy. Thế ngày hôm nay các bạn bảo cô Lanh gì? Cô Lanh chia sẻ là thế nào là người phụ nữ đẹp, 7 tiêu chí ai cũng phải nhớ. Cái tiêu đề là như vậy. Tôi bảo ui, cái quan niệm đẹp của cô nó khác nhiều người lắm. Nên là đừng cho cô 7 tiêu chí đẹp, bởi vì có khi có những tiêu chí cô cũng không có trong đấy đâu. Cái quan niệm của cô đẹp nó khác cơ, rất khác luôn. Đẹp của mình là đẹp tâm hồn, và từ tâm hồn thì sẽ phát tướng ra bên ngoài, từ cái khuôn mặt của mình, từ cơ thể của mình, tất cả mọi thứ. Nên là cái đẹp của mình nó khác. Nên đổi tiêu đề cho cô đi, là làm thế nào để mà một người phụ nữ có vẻ đẹp nội tâm, là một người phụ nữ thông minh, là một người phụ nữ sâu sắc, là một người phụ nữ hiểu chuyện, trí tuệ. Đấy, là một người phụ nữ đấy, các anh chị. Và đương nhiên sẽ là một người phụ nữ dám sống với chính mình, đối diện với mình và dám sống với chính mình, sống với đúng con người thật của mình. Mình không phải đeo mặt nạ. Từ cách hành xử của mình, cái gì nói, cái gì không nói, cái gì làm, cái gì không làm, với người này, với người kia thì mình như thế nào, tất cả những cái điều đấy, các anh chị ạ. Nhớ là sau 40 tuổi thì bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về dung mạo của bạn nhé, các anh chị nhé. Sau 40 tuổi bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái điều đó. Và cái sự tự nhiên của bạn nó đẹp lắm, nó đẹp lắm luôn ấy, cực kỳ đẹp. Tôi có tham gia một lớp học mà thầy của tôi nói là sao ta chả nhớ tên được cái tụi này nhỉ. Thầy bảo vậy. Sao tôi chả nhớ tên được, sao tôi chả nhớ tên được các bạn nhỉ. Các bạn giống nhau quá, các bạn giống nhau quá. Mà thầy bảo là bây giờ các bạn cứ đi thẩm mỹ, các bạn giống nhau quá, làm giống nhau quá, tôi chả nhận ra gì cả, tôi khó nhớ tên các bạn. Thì đấy là quan niệm của mỗi người thôi. Nhưng những gì ông trời ban cho bạn, nó là hoàn hảo nhất đối với bạn. Và cứ yêu mình đi. Khi mình yêu mình thì mình cũng trở nên đẹp đẽ lắm, các anh chị. Khi mình yêu mình thì mình trở nên đẹp đẽ. Cái gì nó cũng đẹp hết ý. Ngày xưa có bạn ở trong Thanh Hóa, bạn ấy học là học viên của cô Lanh. Bạn mới bảo là em sẽ đi thẩm mỹ mắt của em, bởi vì mắt của em là mắt một mí và em không thích đôi mắt này. Và sau khi bạn ấy học thì bạn nói là không cô, em thích đôi mắt này rồi, em thích đôi mắt này. Đúng rồi, nhiều người còn không có mắt để nhìn, đúng không ạ? Mình phải trân quý cái gì mình có. Thế là bạn nói em thích đôi mắt này. Và từ khi bạn ấy cảm thấy mình thích đôi mắt này thì đôi mắt của bạn ấy trở nên rất đẹp, rất đẹp luôn, các anh chị. Nên là yêu chính mình, rèn rũa đọc sách cho mình trở nên thông minh hơn, thông thái hơn, quan sát nhiều hơn để mình hiểu chuyện hơn trong cuộc đời này. Hãy nhìn một bức tranh toàn cảnh, đừng nhìn bức tranh ngắn hạn. Nhìn một bức tranh toàn cảnh để rồi bạn có ý chí hơn, và khi đó bạn có được cái vẻ đẹp nội tâm bên trong bạn. Vì tất cả mọi thứ là ở bên trong chúng ta, các anh chị nhé. Mọi thứ là bên trong mình. Nên là ngày hôm nay với cái chủ đề này thì cô Lanh cũng chia sẻ với các anh chị điều này.
Đấy là lý do tại sao nhìn mặt các anh chị nâng tầm sáng quắc luôn. Nhìn mặt các anh chị cốt nâng tầm cũng thế, sáng lắm các anh chị. Khuôn mặt của họ rất sáng, họ rất tươi, họ rất là rạng rỡ luôn. Trông họ hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Trông họ hạnh phúc và tràn đầy năng lượng luôn. Đấy là điều mà chúng ta cần mà. Khi ở cạnh một người ta cảm thấy bình an, ta cảm thấy hạnh phúc, đấy là điều tuyệt vời. Ngày hôm nay mình chia sẻ như vậy nha các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã xem hết video. Nếu các anh chị thấy video này có giá trị, hãy bấm like và comment bài học ở phía dưới. Và nếu các anh chị muốn cô Lan chia sẻ thêm về chủ đề nào đó thì các anh chị cũng hãy comment cái nguyện vọng mong muốn của mình xuống phía dưới. Xin chào và yêu thương cả nhà.